toàn quân The Voice 2019 gây bất ngờ khi công bố nghệ danh mới trên sóng truyền hình. Quán quân The Voice 2019, Hoàng Đức Thịnh có màn trở lại sân khấu tại chương trình The Heroes 2022. Tới ngày 26 tháng 11, tập 2 The Heroes đã chính thức lên sóng với màn chào sân đến từ những nghệ sĩ đình đám. Trong đó, team Haco Brothers với sự góp mặt của hai quán quân Hoàng Đức Thịnh, The Voice 2019 và ECD, King of Rap. Bên cạnh việc mang đến sân khấu trình diễn màn kết hợp thú vị, Hoàng Đức Thịnh còn khiến nhiều người bất ngờ khi công bố nghệ danh mới của mình là Jason T. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ tham gia một cuộc thi âm nhạc sau The Voice. Việc thay đổi nghệ danh là do Hoàng Đức Thịnh mong muốn sẽ có nhiều dấu ấn và cột mốc mới hơn trong sự nghiệp. Về phần thi của Jason T và ECD, ban giám khảo không đánh giá cao sự kết hợp của bộ đôi. Haco Brothers bị nhận xét thiếu sự liên kết, không mang đến cảm giác hòa hợp giữa hai nghệ sĩ trong cùng một đội thi. Tuy nhiên, bản phối của ECD được nhiều lời khen ngợi. Ban giám khảo cũng bày tỏ mong muốn cả hai nên tham khảo nhiều hơn thị hiếu của khán giả hiện tại, muốn nghe những gì để có thể đưa âm nhạc của mình tiếp cận nhiều hơn.